xin chào quý anh chị và các bạn Trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn Quý vị và các bạn cách nhận biết cơ bản Của cái bàn kinh công 24256A loại chính hãng Và cái loại thường nó như thế nào Đây là trong cái video này mình là mình hướng dẫn các cách nhận biết cơ bản thôi nhé Là phân biệt đâu là hàng chính hãng và đâu là hàng thường cái bàn điều khiển kinh công 256A mà hiện nay trên thị trường rất nhiều các anh em đang thử, đang sử thử dụng. Đấy trên màn hình của quý vị và các bạn là hai mẫu bàn điều khiển kinh công 256A. Thì nhìn như vậy quý vị có nhận biết được đâu là bàn chính hãng và đâu là bàn thường không? Chắc là đa phần quý anh chị và các bạn sẽ không nhận biết được. Để chiến sẽ phân biệt cho quý vị và các bạn. Đây là cái bàn chính hãng quý vị nhé. Đây, đây là bàn chính hãng. Còn đây là hàng bàn thường. Đấy. Vậy những cái cách nhận biết cơ bản nó gì? Đầu tiên quý anh chị nhìn thấy ở trên đây này, này. Cái màu của cái bàn kinh công chính hãng 256A cái chỗ phần này, này nó vàng rực lên. Đấy, cái nhận biết đơn giản nhất đây. Hàng chính hãng cái này nó nó vàng rực lên, còn ông này là nhạt. À, ông này nhạt. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bằng mắt thường chúng ta có thể quan sát được ra gì. Nếu mà hàng chính hãng ý, thì cái chỗ này này seri ngày, ngày sản xuất này, nô xuất xưởng này này, họ sẽ ghi vào đây. Họ sẽ ghi vào đây. Đấy, đây là hàng thường thường thì nó nó nó, nó sẽ không có đâu. Đây quý vị nhá, chú ý nhá. Đấy. Còn hàng chính hãng của họ, hàng chính hãng của bản kinh công 256A thì nó sẽ có mã số đầy đủ. Mã số ngày xuất xưởng đầy đủ. Đấy, quý vị quý anh chị chú ý nhé đây là cách nhận biết cơ bản tiếp theo là cái trọng lượng của nó cái ông này ví dụ là ông này tranh nhau về cái trọng lượng ví dụ ông này khoảng độ 4 cân thì cái ông chính hãng này nó phải rơi, nó phải rơi khoảng độ 5 cân rưỡi đến 6 cân nó nặng hơn nó chắc chắn hơn và còn một cách nhận biết của nữa cuối cùng đó là đòi hỏi các anh em làm trong nghề cơ các anh em làm trong nghề ánh sáng chuyên nghiệp cơ thì khi sử dụng sẽ biết được ngay là đâu là bàn chính hãng, đâu là bàn thường. Bàn chính hãng thì nó mượt mà hơn, sử dụng nó mượt mà hơn quý vị nhé. Nó phê hơn, còn bàn thường thì nó không được mượt như bàn chính hãng đâu. Và hiện nay trên thị trường thì đa phần các anh em tại Việt Nam là chủ yếu là người dùng hàng thường này thôi. Vì giá thành nó rẻ. Giá thành nó rẻ hơn cái bàn chính hãng, tranh nhau hơn triệu cơ mà. Đấy. Còn nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta dùng bàn chính hãng cho nó chuẩn, cho nó xịn. Còn không có điều kiện mấy thì chúng ta dùng bàn thường cũng được Vì cái tính năng của nó cũng gần tương tự như nhau thôi Tính năng của nó cũng gần tương tự như nhau thôi quý vị nhé Đấy vậy là trong cái video này là mình đã Giới thiệu cái cách nhận biết Đâu là bàn thường, đâu là bàn chính hãng Của dòng bàn điều khiển kinh công 256A Để cho quý vị các bạn nắm được nếu quý vị và các bạn nào đang dùng cái bàn này thì có thể kiểm tra luôn của hàng của mình là hàng thường hay là hàng chính hãng nhé